Xin chào quý vị và các bạn cùng đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Cho cưng báo tin vui, huấn luyện viên Tuchel hồi hộp chờ cái bắt tay từ V-League cho nhiệm vụ sống còn. Ngay từ ngày đầu mới nhận chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Tuchel đã tuyên bố rõ định hướng của mình là đẩy mạnh bóng đá trẻ, hàm tạo nên lứa cầu thủ mới tài năng cho mục tiêu vòng chung kết World Cup. Thực tế cho thấy huấn luyện viên Tuchel làm điều này cực kỳ quyết liệt. Thậm chí, ngay từ bây giờ, khi nhiều vị trí trên đội tuyển quốc gia vẫn đang ở độ tuổi 9 của sự nghiệp, chiến lược gia người Pháp đã đón khá ồ ạt các cầu thủ trẻ lên thử nghiệm. Như ở đợt tập trung đội tuyển tháng 10 vừa rồi, huấn luyện viên Tuchel đã giữ lại tới 13 cầu thủ trẻ trong chuyến du đấu Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc. Đó là Trương Tiến Anh, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài của Viettel, Phạm Văn Luân, Hoàng Văn Toản, Giáp Tuấn Dương, Hồ Văn Cường của Công an Hà Nội, Nguyễn Văn Tùng của câu lạc bộ Hà Nội, Bùi Vĩ Hảo, Võ Minh Trọng của Bình Dương, Nguyễn Đình Bắc của Quảng Nam và Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hóa. Đã có nhiều cầu thủ trẻ được ra sân thi đấu trên đội tuyển quốc gia trong tháng 10. Thậm chí trước đối thủ mạnh như Hàn Quốc, cầu thủ 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc còn được trao cho đá chính. Những điều ấy thể hiện rõ quyết tâm trẻ hóa đội tuyển quốc gia của huấn luyện viên Tuchel. Tuy nhiên, quyết tâm này của huấn luyện viên Tuchel sẽ gặp phải một vấn đề lớn. Các cầu thủ trẻ ông đang xem trọng liệu có được thi đấu thường xuyên tại sân chơi V-League hay không. Nếu không được chơi thường xuyên tại V-League, các cầu thủ trẻ sẽ khó giữ được phong độ và chậm tiến bộ. Trước vấn đề đáng lo này, huấn luyện viên Tuchel mới nhận được một tin rất đáng mừng. Ở vòng 1 của V-League 2023-2024, khi Thanh Hóa đấu Hà Tĩnh lúc 18 giờ hôm qua, đội chủ nhà đã để tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn chơi ngay từ đầu và chơi trọn vẹn trận đấu. Những ngày qua, trong số các cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Tuchel thử nghiệm trên đội tuyển quốc gia, Thái Sơn cũng là ngôi sao trẻ chơi nổi bật. Sẽ rất tốt cho sự phát triển của cầu thủ này cũng như các toan tính của huấn luyện viên Tuchel nếu anh tiếp tục được câu lạc bộ Thanh Hóa trọng dụng. Tới hôm nay ngày 22 tháng 10 sẽ còn rất nhiều trận đấu V-League diễn ra mà ở đó chắc chắn huấn luyện viên Tuchel sẽ kỳ vọng thêm nhiều tài năng trẻ ông ưa thích khác được sử dụng. Vào lúc 17 giờ là trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An tiếp đón Viettel. Ở trận đấu này cơ hội ra sân của Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình, Trương Tiến Anh là rất cao. Mùa V-League 2023, bộ ba cầu thủ này thường xuyên được Viettel cho thi đấu, người chơi ít nhất cũng lên tới 18 trận. Kế đó, Khuất Văn Khang cũng được sử dụng từ băng ghế dự bị. Trong trận đấu lúc 18 giờ khi Nam Định tiếp đón Quảng Nam, vị trí của Đình Bắc sẽ là một dấu hỏi. Dù vậy, việc Đình Bắc thời gian qua được huấn luyện viên Tuchel sử dụng có thể là điểm cộng để đội khách cho ngôi sao trẻ này thi đấu. Tại trận đấu giữa Công an Hà Nội tiếp đón Bình Định lúc 19:15, cơ hội của các cầu thủ trẻ e rằng sẽ khó khăn. Bình Định là đối thủ mạnh nên đội nhà sẽ cần sử dụng những nhân tố tốt nhất. Hồ Văn Cường là tân binh, chưa có thời gian làm quen với câu lạc bộ mới nhiều nên không chắc chắn được sử dụng. Còn Hoàng Văn Toản mùa trước đã từng được Công an Hà Nội sử dụng 15 trận tại V-League, trong khi số trận của Giáp Tuấn Dương là 11, còn Phạm Văn Luân là 7. Các cầu thủ trẻ có thể có cơ hội thi đấu nhưng chưa ai có thể là trụ cột ở nhà đương kim vô địch V-League cả. Với các cái tên là Nguyễn Văn Tùng của câu lạc bộ Hà Nội, Bùi Vĩ Hào và Võ Minh Trọng của Bình Dương, do trận đấu vòng 1 V-League 2023-2024 giữa Hà Nội và Bình Dương bị hoãn lại vì câu lạc bộ Hà Nội thi đấu tại AFC Champions League nên tại vòng đấu này, Vĩ Hào và Minh Trọng sẽ chưa thể ra sân. Còn Văn Tùng sẽ chờ đợi cơ hội chơi trước Wuhan 3 Town lúc 19 giờ ngày 24 tháng 10 tới. Trước đó ở hai trận AFC Champions League của Hà Nội, Văn Tùng đều được ra sân từ băng ghế dự bị. Nếu trận đấu gặp Pohang Steeler, Văn Tùng chỉ được vào sân ở phút 90+2 thì tới trận đấu Urawa Red Diamond, tài năng này được chơi từ phút 55. Hy vọng rằng chiều tối nay sẽ có nhiều cầu thủ trẻ được thi đấu và tỏa sáng, qua đó hỗ trợ cho kế hoạch trẻ hóa của huấn luyện viên Tuchel thành công tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á cùng vòng bảng Asian Cup 2023. Vì nếu đội tuyển Việt Nam không thành công ở hai giải đấu này như mục tiêu VFF đề ra vào vòng loại thứ ba World Cup và vượt qua vòng bảng Asian Cup, chiếc ghế nóng của huấn luyện viên Tuchel chắc chắn sẽ bị lung lay dữ dội. Huỳnh Như ghi bàn, Lanh FC vẫn thua trận thứ 5 tại giải Bồ Đào Nha. Tiền đạo Huỳnh Như có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải 2023-2024, nhưng cô không thể giúp Lanh FC tránh được trận thua thứ 5 kể từ đầu mùa giải trước đối thủ mạnh Braga. Trước khi gặp Braga ở vòng 5 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha nữ, Lanh FC có phong độ rất tệ khi để thua cả 4 trận từ đầu mùa giải. Vì thế dù được chơi trên sân nhà nhưng ít ai nghĩ tới một kết quả khả quan dành cho Lanh FC. Thực tế thì đội bóng của Huỳnh Như phải chống đỡ rất vất vả và nhận bàn thua trước. Bất ngờ đã xảy ra phút cuối hiệp 1 khi Ribeiro gỡ hòa cho Lanh FC. Phút 66, Lanh FC một lần nữa bị đối thủ dẫn trước 2-1. Phút 84, Huỳnh Như tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa 2 đều cho Lanh FC. Bàn thắng này là pha lập công đầu tiên của tuyển thủ Việt Nam ở mùa giải năm nay trong màu áo của Lanh. Tiếc là Lanh không thể giữ được một điểm trên sân nhà. Đội ST nâng tỷ số lên 3-2 và trước khi trận đấu kết thúc, đội khách đã tận dụng khoảng trống mà Lanh FC dồn quân lên tìm kiếm bàn gỡ để ấn định chiến thắng 4-2. Tỷ số này khiến Lanh FC vẫn đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, trong khi Braga lên ngôi đầu. Sau trận đấu này, Huỳnh Như sẽ hội quân với đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu vòng loại thứ hai Olympic 2024. Ở giải đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng bảng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. V-League 2023-2024, tháng quyết định với nhiều tuyển thủ. Có rất nhiều tuyển thủ Việt Nam không có tên trong đợt tập trung vừa qua của đội tuyển Việt Nam.
Và những vòng đấu tại V-League 2023-2024 trong một tháng tới đây sẽ quyết định nhiều đến chỗ đứng của vô số ngôi sao. Trong đợt tập trung và thi đấu giao hữu vừa qua, vì nhiều lý do khác nhau nên những Văn Thành, Hồng Duy, Tấn Tài, Văn Hậu không thể có mặt. Nếu như Tấn Tài và Văn Hậu không kịp hồi phục chấn thương thì Văn Thành, Hồng Duy thậm chí còn không có tên trong danh sách hội quân. Bên cạnh đó, tiền đạo Văn Toàn dù có tên trong 3 trận đấu giao hữu vừa qua nhưng ít khi được sử dụng. Rõ ràng những cầu thủ trước đây luôn được huấn luyện viên Park Hang-seo đưa vào kế hoạch sử dụng thì đến thời của huấn luyện viên Chuze thì rất ít khi họ xuất hiện trong đội hình xuất phát. Trên thực tế, nhà cầm quân người Pháp đang thử nghiệm khá nhiều nhân sự và những trận đấu vừa qua, bên cạnh các cầu thủ gạo cội như Hùng Dũng, Ngọc Hải, Quang Hải, Tuấn Anh thì hàng loạt gương mặt trẻ 20-22 tuổi như là Thái Sơn, Đình Bắc, Tuấn Tài, Văn Khang, Minh Trọng đã liên tục được sử dụng. Có thể thấy được xu hướng của ông Chuze đó là tạo cơ hội cho tài năng trẻ để họ sớm lĩnh trọng trách ở các vị trí khác nhau trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Trước thực tế này, đòi hỏi những gương mặt vốn rất nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như là Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn cần phải thể hiện nhiều hơn để chiếm được niềm tin của huấn luyện viên Chuze. Từ nay đến đợt tập trung tới đây của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 sẽ còn khoảng 1 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, V-League 2023-2024 sẽ diễn ra 3 vòng đấu nên sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho các cầu thủ nói trên thể hiện tài năng cũng như ghi điểm với ông Chuze. Nếu như ở đội Công an Hà Nội vốn đang là nhà đương kim vô địch của V-League nên ít nhiều họ có vị thế của đội bóng vừa trên sẽ tiếp cận các trận đấu dễ hơn. Mặt khác, Tấn Tài và Văn Thanh và Văn Hậu vốn đã quen với các đồng đội của mình nên cách vận hành lối chơi ở Công an Hà Nội sẽ thuận lợi hơn. Mùa giải 2023, bộ ba cầu thủ này đã phát huy được tài năng, góp phần lớn vào chức vô địch của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Thậm chí Tấn Tài còn thường xuyên được trao chiếc băng đội trưởng cho thấy vị thế và cơ hội để anh thể hiện mình sẽ lớn hơn nhiều. Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn mới chuyển đến từ Nam Định sau một giải chơi bóng ở Hàn Quốc sẽ ít nhiều có chút khó khăn khi quãng thời gian tập luyện ở đội bóng mới ít hơn. Đây là thử thách với Văn Toàn ở Nam Định trong việc ngay lập tức phát huy được năng lực của mình. Tất nhiên, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt sẽ biết cách sắp xếp Văn Toàn đá chính chứ chẳng để anh dự bị, bởi Nam Định đã bỏ ra rất nhiều tiền mới có được chữ ký của anh. Nhưng khi được đá chính thì Văn Toàn cũng cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi của đội bóng này. Thuận lợi với Văn Toàn là anh được sát cánh cùng với những người đồng đội thân thiết trước kia ở Hoàng Gia Lai là hậu vệ Hồng Duy bên cánh trái, nên người hâm mộ Thành Nam bây giờ rất mong bộ đôi sấm sét này sẽ lập tức tỏa sáng ở trận đấu trên sân Thiên Trường. 3 vòng đấu tới đây, Nam Định sẽ gặp các đội bóng không quá mạnh như là Quảng Nam, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh, nên đây sẽ là cơ hội lớn để Văn Toàn ghi bàn. Và nếu tỏa sáng trong màu áo mới của Nam Định thì biết đâu Văn Toàn sẽ ghi điểm mạnh với huấn luyện viên Chuze để từ đó anh được thi đấu nhiều hơn trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu thi đấu tại vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines ngày 16 tháng 11 và Iraq ngày 26 tháng 11. Nên hơn bao giờ hết, các cầu thủ nếu muốn được huấn luyện viên Chuze trọng dụng thì không còn cách nào khác là phải có phong độ cao và tỏa sáng tại V-League. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!